Có những lúc chúng ta cảm thấy rất là mệt mỏi, không còn cảm hứng để phấn đấu nữa, thấy cuộc sống vô vị, trống rỗng, và càng cố gắng thì càng làm hư bột hư đường, càng cố gắng thì càng biểu lộ rõ rệt cái sự yếu kém của mình. Càng cố gắng thì càng ứa ra những cái chất độc ở trong tâm hồn của mình. Mình không có thể quản chế được tư duy, lời nói và hành động của mình nữa. Hoặc là mình không thể đem lại bất cứ một cái giá trị nào cho những người sống xung quanh mình, nhất là những người thân yêu của mình. Thì buộc mình phải dừng lại. Dừng lại là một giải pháp thông minh và can đảm. Thông minh có nghĩa là mình khôn ngoan, mình nhận ra được cái tình trạng của mình nó đang thiếu cái gì, và mình phải bổ túc vào. Và can đảm là tại vì mình đang rất là hăng hái, đang rất là hứng chí, đang rất là háo thắng, đang rất là muốn chứng tỏ, muốn thể hiện. Mình không muốn mọi người đánh giá thấp về mình mà buộc phải dừng lại, thì phải có một cái bản lĩnh lớn lắm mới làm được. Ở trong bài hát Ngẫu nhiên, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có câu là: mệt quá đôi chân này tìm tới chiếc ghế nghỉ ngơi. Ngay khi đôi chân của bạn đã quá mệt rồi, đi bộ đường xa cả ngày hay là nhiều ngày, đã đuối sức rồi, thì nếu bạn vẫn còn phục vụ cho cái muốn của mình, muốn chinh phục đỉnh cao hay là muốn đi tới một cái đích nào đó mà bạn bất chấp đôi chân của mình, thì bạn có thể ngã quỵ nửa đường. Bạn không thể bước thêm được bước nào nữa. Như vậy thì bạn cũng có thể đi về đích, bạn cũng có thể chinh phục, nhưng với điều kiện là năng lượng phải tràn đầy. Điều kiện phải đủ thì bạn mới có thể tiến bước được. Vậy thì trong trường hợp này thì bạn phải dừng lại. Dừng lại là một quyết định khôn ngoan để bảo tồn lực lượng. Trong cái thuật dụng binh thì không phải lúc nào cũng tấn công, lúc nào cũng tiến tới phía trước hết. Những lúc mà mình thấy binh lính mình năng lượng cạn kiệt rồi thì phải quyết định dừng lại, phải lùi lại vài bước. Lùi một bước để tiến ba bước hay để tiến trăm bước, đó là một cái điều cần thiết. Chứ không phải lúc nào mình cũng ra vẻ như là mình mạnh mẽ, lúc nào mình cũng là người không có vấn đề, lúc nào mình cũng sẵn sàng để chiến đấu hết. Nhiều khi đó chỉ là sự lừa đảo của tâm trí thôi, tự mình lừa đảo lấy chính mình. Chứ kỳ thực là mình không có giỏi, không có vững như vậy đâu. Để làm được một cái quyết định dừng lại không phải dễ. Tại vì bạn đang cố gắng xây dựng thành quách cho cái tôi của bạn mà. Nếu bạn dừng lại có nghĩa là bạn đập bỏ cái công trình đó, hoặc là công trình đó bị chững lại, thì bạn sẽ không tìm thấy cái tôi của mình ở đâu nữa. Bạn thường thấy mình có giá trị khi bạn làm được cái này, cái kia, cái nọ. Và bỗng dưng kêu bạn phải dừng lại, thì bạn đâu có chịu. Nhưng mà một cái người lữ hành đường xa thì họ ý thức rất là rõ là đôi chân của họ mệt và phải dừng lại. Tại vì họ đi không phải để đối phó, để trình diễn với ai hết. Họ đi cho cuộc hành trình của họ thôi. Nhưng mà chúng ta thì lại phải đối phó, lại phải trình diễn, là phải để chứng minh cho mọi người thấy mình là ai, mình như thế nào. Cho nên là chúng ta bị kẹt vào cái nhận thức đó, cho nên đã thấy mệt rồi mà chưa chịu dừng lại. Và nhiều khi mình còn không biết là mình đang mệt. Mình tưởng mình còn đang rất là ổn, nhưng mà kỳ thực là xung quanh ai cũng thấy là phong độ của mình xuống cấp dữ dội. Vậy thì dừng lại là một cái cơ hội để chúng ta nạp thêm năng lượng để đi tiếp, chứ không phải là dừng lại hẳn. Mệt quá đôi chân này tìm tới chiếc ghế nghỉ ngơi, tức là tìm một cái điều kiện để nghỉ ngơi tốt nhất.
Nhưng mà nếu không có chiếc ghế thì thôi ngồi bịch xuống đất cũng được. Nhưng mà phải dừng lại. Đừng có đi tiếp nữa. Đi tiếp nữa là sẽ đổ vỡ. Đi tiếp nữa là sẽ gây ra nguy hiểm. Và cái điều này nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cũng có một lần khác nói trong bài Chiếc Lá Thu Phai là về đây đứng ngồi. Và tại sao về đây đứng ngồi? Là đừng có đi nữa. Đứng cũng được, mà ngồi cũng được. Nhưng mà phải ở đây, đừng có đi đâu nữa hết. Về đây đứng ngồi. Đứng cũng là cố định, mà ngồi cũng là cố định. Tức là nhạc sĩ ngại di chuyển, ngại cho cái người nào đó hay là cho chính mình phải lao đi, lao theo, lao tới phía trước để làm thêm một cái gì đó. Ở trong trường hợp này, trong Đạo Phật gọi là vô tác, không làm gì cả. Và chúng ta thỉnh thoảng cần thực tập vô tác, cần không làm gì cả. Nhưng mà kỳ thực là chúng ta không làm gì, nhưng mà kỳ thực là chúng ta có làm gì. Chúng ta chỉ đang không có cố gắng để mà lao theo những cái mục tiêu mà chúng ta đã từng đeo đuổi thôi. Chúng ta chỉ không làm những công việc mà những công việc có tính chất nó vắt kiệt năng lượng chúng ta thôi. Chúng ta không cố gắng để làm những cái việc mà nó có tính chất làm cho chúng ta đánh mất mình ở trong đó. Nhưng mà chúng ta vẫn phải làm chứ. Chúng ta cũng phải, ít nhất là chúng ta cũng phải đi ăn, cũng phải nấu nướng, dọn dẹp, tắm rửa. Chúng ta cũng phải tập thể dục, hoặc là chúng ta phải tập yoga, chúng ta phải đi ngồi thiền, chúng ta phải đọc sách. Cái đó là cũng là doing something rồi. Cho nên doing nothing is doing something. Bạn không làm cái gì hết mà kỳ thực là bạn có làm. Nhưng mà hồi trước giờ bạn doing something nhưng mà is doing nothing. Hồi trước giờ bạn làm quá trời luôn mà không có việc nào có ý nghĩa hết. Không có việc nào đem lại hạnh phúc cho bạn và người thương của bạn hết. Không có việc nào nó chạm vào cái goal hay là cái target của bạn, cái mục tiêu của bạn hết. Bạn toàn làm những cái chuyện để người ta khen bạn, người ta kính trọng bạn, người ta ngưỡng mộ bạn. Còn cái mục tiêu của bạn đạt được cái gì từ đầu bạn vẽ ra, bạn không có chạm được gì nó hết. Cho nên là doing a lot of things, but is doing nothing. Tức là người thương bạn không cảm nhận bạn mang được cái gì cho họ hết. Và chính bạn ngồi suy gẫm lại thì cái bạn đang làm nó cũng chẳng có chạm được cái gì đối với cái mục tiêu lớn lao mà bạn đặt ra hết. Bạn muốn có một đời sống bình an và hạnh phúc. Bạn muốn làm được những việc có ý nghĩa cho cuộc đời. Bạn muốn có nhiều cơ hội để phục vụ cho cộng đồng, cho xã hội. Bạn muốn thay đổi được một phần đóng góp vào cái sự thay đổi của tình trạng của đất nước. Nhưng mà giờ này bạn vẫn còn nhập nhằng trong yêu đương lộn xộn, vẫn còn ghen tuông thù hận, vẫn còn tranh chấp hơn thua, vẫn còn lo lắng, sợ hãi trong từng giờ, từng phút, thì bao giờ bạn mới có thể đạt được cái mục tiêu mà mình đã đạt ra? Khi mà một con hổ nó bị thương, các vị biết nó làm gì không? Nó rút về hang để nó liếm vết thương. Thời gian đó có thể là 2 tuần hoặc là 3 tuần lễ, thậm chí là 1 tháng trời. Nó nằm nằm im trong hang rồi nó liếm vết thương rồi nè. Và tại vì trong cái nước bọt của con hổ nó có cái tính chất healing, chữa trị. Mà thật ra thì trong bất kỳ một sinh vật nào nó cũng có một cái tính chất tự chữa trị hết. Tại vì con hổ nó không có bác sĩ cho nên nó phải tự chữa trị. Nhưng mà cái điều kiện muốn chữa lành vết thương á, ngoài cái việc liếm vết thương ra thì con hổ không được đi săn mồi. Nó phải nhịn đói suốt cái thời gian đó. Nhiều khi 1 tháng trời không ăn nó cũng phải chịu ốm, lòi xương luôn thì nó cũng phải chịu. Tại vì nếu mà nó rời hang á, nó sẽ chết. Dù là nó có săn được con mồi, thì chính con mồi đó cũng có thể làm cho nó chết. Tại vì nó không đủ sức để tiêu hóa con mồi đó. Đó là chưa nói những cái bầy thú dữ như là những bầy linh cẩu luôn luôn sẵn sàng để tiêu diệt. Đó là cách chữa trị của con hổ.
Chúng ta có vết thương không? Chúng ta có bị tổn thương không? Người nào đó đã đi qua cuộc đời mình có để lại cái nhát dao nào không? Có để lại cái vết thương nào không? Những lần thất bại, những lần sụp đổ, những lần bị tấn công, bị xúc phạm, những lần bị bỏ rơi, trong lòng mình có cái vết thương nào không? Và thỉnh thoảng mình có thấy cái vết thương đó nó ứa ra, nó khiến mình đau đớn và nó có ảnh hưởng tới phẩm chất đời sống của mình. Bỗng dưng là mình nổi quạo, bỗng dưng là mình nổi giận, bỗng dưng là mình có cái sự phòng thủ rất là lớn đối với những người xung quanh. Bỗng dưng mình xa lánh tất cả mọi người. Có thể đó là hiệu ứng của vết thương. Vết thương này đôi khi nó có từ thời ấu thơ. Mà nhiều khi mình tưởng mình đã lướt qua được rồi, nhưng mà kỳ thực là nó vẫn còn, nó tiếp tục âm ỉ chi phối lên phẩm chất đời sống của mình. Và gần đây nhất mình có cái vết thương nào lớn không? Và mình có rơi vào tình trạng khủng hoảng tinh thần, rối loạn tâm trí, bùng vỡ cảm xúc, mất kiểm soát, thì mình phải xem lại. Nếu mà có vết thương thì phải điều dưỡng. Mình cũng giống như là con hổ vậy, phải rút lui. Ở Mỹ nó có cái từ là retreat, rút lui, rút chân ra khỏi giang hồ một tuần lễ, 2-3 tuần lễ, thậm chí là 1-2 tháng nếu thấy cần thiết, thời gian đủ để chữa trị vết thương. Tôi có gặp rất là nhiều bạn đến tư vấn tâm lý, các bạn trẻ. Các bạn hỏi: thưa thầy, bây giờ con phải làm sao? Tôi nói đối với tình trạng của bạn là phải nhập viện ngay lập tức. Nhập viện đây có nghĩa là đi lên trung tâm thiền ở. Tình trạng khẩn cấp, báo động đỏ. Bạn đừng có làm cái gì nữa hết. Bạn đừng có giải thích. Bạn đừng có nói thêm một cái gì nữa hết. Tại vì càng nói, càng giải thích, càng cố làm thì tình trạng nó càng trở nên tồi tệ. Tại vì tất cả những gì bạn đang làm nó đều xuất phát từ cái vết thương hết. Từ cái sự tổn thương, từ cái sự tự ái, từ sự tức giận, từ sự ích kỷ, từ cái nhìn phiến diện, từ một cái tâm thức đầy rối bời và hỗn loạn. Cho nên là dừng lại hết mọi nói năng và hành động. Để làm gì? Để quay trở về, looking back yourself, để mà chữa lành những cái vết thương của mình, để làm cho con người mình nó bình ổn trở lại, tráng kiện trở lại, trả mình trở về với cái phẩm chất vốn rất là tốt đẹp ban đầu. Ban đầu mình không phải là một cái người dễ quạo, dễ tức giận. Ban đầu mình không phải là một cái người lúc nào cũng phòng thủ người khác, nghi ngờ người khác. Ban đầu mình không phải là một cái người kém thân thiện và khó chịu như là bây giờ. Tại vì sao mà mình ra nông nỗi này? Là tại vì mình cứ lo kiếm tiền, mình cứ lo đi thao túng quyền lực và mình bỏ bê cái đời sống tâm hồn của mình. Cho nên là chúng ta cần có những cái khoảng mà chúng ta thường hay gọi là khoảng lặng, hay là những cái khoảng để mà không làm gì cả. Doing nothing. Chúng ta gọi là doing nothing hay hơn là nothing to do. Tại vì nothing to do là kiếm việc làm không có gì để làm hết. Muốn làm không có gì làm hết, gọi là nothing to do. Còn đây là doing nothing. Tức là không làm gì là một việc làm rất là khó đó các bạn. Khó lắm. Giống như là bạn đang đang ngồi thiền, bạn đang hành thiền, là bạn cũng doing something, right? Nhưng mà ở đây bạn không có tiếp tục chế tác ra chất độc nữa. Bạn không tiếp tục xây đắp cái con người cũ kỹ đầy phiền muộn của mình nữa. Bạn không có tiếp tục bào mòn năng lượng của mình nữa. Thì ở đây bạn làm mà như không có làm. Doing something like doing nothing. Bạn đang làm một cái gì đó nó rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng để giúp bạn hồi phục năng lượng trở lại.
cái chữ vô tác ở trong đạo Phật. Đầu tiên nó có một cái nghĩa là bạn không làm gì cả. Đây là chỉ là cái nghĩa đầu tiên thôi. Bạn nhớ là bạn cần có một cái khả năng không làm gì cả thì nó mới giải quyết được vấn đề. Nó mới làm cho bạn tốt hơn được. Doing something wrong better than doing nothing. Bạn có nghĩ là bạn làm cái gì đó nó còn tệ hơn là bạn không làm gì không? Doing something wrong better than doing nothing. Bạn đừng có tưởng là mình phải làm, lúc nào phải làm một cái gì đó. Mình phải nói cái gì đó để cho người đó tin mình. Nhiều khi bạn càng nói là người đó càng ngờ vực bạn. Mà khi bạn im lặng, mà không nói nữa, thì người đó mới bắt đầu có niềm tin nơi bạn. Bạn cố làm để chứng tỏ bạn không phải là kẻ tệ, kẻ yếu kém. Nhưng mà càng làm thì người đó càng càng nghi ngờ bạn, là bạn chỉ muốn thể hiện chứng tỏ thôi. Chứ bạn không có tình thương, bạn không phải làm vì đại cuộc, bạn không phải làm vì đoàn thể. Cho nên là bạn phải nhớ là không phải lúc nào bạn cũng phải làm một cái gì đó, mà bạn phải nhớ là lúc nào bạn cũng không nên làm một cái gì đó. Vậy thì ở trong phần thực tập của bạn nó phải có một cái câu là bây giờ ta không nên làm gì. Mà làm ở đây gồm có không nên nói gì, không nên nghĩ gì và không nên làm gì. Chứ không phải là lúc nào bạn cũng cũng có cái câu là bây giờ mình phải làm cái gì đây. Hoặc là bạn có một cái câu khác, bây giờ ta nên làm gì và không nên làm gì. Có những thứ bạn cần phải làm và có những thứ bạn không nên làm. Có những thứ bạn không nên làm là đừng có nói nữa, đừng có giải thích nữa, đừng có cằn nhằn nữa, đừng có tiếp tục đối thoại nữa. Đừng có trách móc, đừng có giận hờn nữa. Đừng có hạch hoẹ, đừng có làm khổ nhau nữa. Có những thứ bạn nên làm đó là im lặng. Quay trở về chính bạn đi. Trở về với hơi thở của bạn đi. Tạo sự quân bình trở lại đi. Tìm sự bình an đi. Đó là những điều bạn nên làm. Vô tác. Doing nothing. Ý nghĩa đầu tiên của vô tác là không làm gì cả. Ở đây là chúng ta muốn nói tới những cái việc làm lớn, như là đi làm để kiếm tiền hay là yêu đương. Hai cái việc này nó lấy năng lượng của chúng ta nhiều nhất. Vậy thì cái nào mà nó đang không có tốt lắm á, hay đang xuống cấp á, thì chúng ta phải tạm dừng lại. Hoặc là chúng ta sẽ tạm dừng lại, không làm việc đó nữa một thời gian. Thí dụ như là mình xin người đó là mình tạm thời không có nói chuyện với người đó 3 ngày. Ở đây không phải là giận hờn, mà đây là mình muốn quay về để mình làm mới, renew cái con người của mình lại. Tại vì mình thấy thời gian gần đây mỗi lần mình nói ra là hiểu lầm, nói ra là gây tổn thương cho người đó, hãy nói ra là tranh cãi. Cho nên là mình xin mình có 3 ngày thực tập im lặng chẳng hạn. Nhưng là mình phải báo cho người đó biết. Hoặc là mình xin 3 ngày mình không có tiếp xúc với người đó, không có điện thoại, không nấu ăn, không gặp gỡ, không có conversation, không có bất cứ một cái cuộc trao đổi nào hết, để mà mình nhìn lại cái phẩm chất đời sống của mình. Còn đối với công việc cũng vậy, nếu mình thấy thời gian gần đây mình làm đâu thất bại đó, làm đâu là hư hao đó, cho nên là mình xin với sếp là cho mình được nghỉ ngơi, rút lui 1 tuần lễ hoặc là 2 tuần để mình đến bản Hoa Anh Đào mình tu thiền, để mình có cơ hội để mình nhìn lại mình. Thì dĩ nhiên là khi bạn đến bản Hoa Anh Đào thì bạn không có tiếp tục công việc của bạn nữa.
bạn không có tiếp tục yêu đương nữa, bạn tới đây để bạn chăm sóc bản thân bạn thôi, thì bạn phải doing something, phải không? Bạn cũng phải làm một cái gì đó, bạn cũng phải chấp tác làm việc, giống như là bạn phải làm cỏ, bạn phải đi nhặt củi, rồi bạn cũng phải tham gia vào nấu ăn, rồi dọn dẹp, rồi thậm chí là cắm hoa, rồi kết nối với những người xung quanh. Nhưng mà tất cả những việc đó nó rất là nhàn hạ, rất là nhẹ nhàng. Bạn chỉ làm những cái việc gì mà nó không có tiêu hao năng lượng của bạn, không có đánh mất bạn ở trong đó, thì bạn cũng phải làm một vài thứ, chứ không phải là doing nothing là bạn không làm gì cả. Nhưng mà nếu bạn quét nhà, bạn nấu ăn mà bạn làm cỏ, cũng có chuyện xảy ra, cũng có sự thể hiện, cũng có sự chứng tỏ, cũng có sự lấn lướt, cũng có sự giận hờn, cũng có sự hiểu lầm, thì thôi không làm gì hết luôn. Xin thầy tới đây chỉ được 7 ngày không làm gì hết, ngồi im một chỗ, chỉ đi ngồi thiền, chỉ đi thiền hành, rồi chỉ làm thiền buông thư và thiền ăn thôi, ngoài ra không có làm gì hết. Nhưng mà kỳ thực là bạn vẫn doing something right, cái đó cũng gọi là làm. Nhưng mà nếu mà cái việc mà bạn ngồi thiền nó cũng mắc kẹt luôn á, cái chuyện đi thiền hành cũng mắc kẹt luôn, và cái chuyện thiền ăn cũng mắc kẹt luôn, bạn biết mắc kẹt là sao không? Là tại vì nhiều khi mình ngồi thiền cái mình coi thường những người không ngồi thiền, mình ngồi thiền cái mình có sự tự hào về mình, rồi đi thiền hành cũng vậy, cái tâm mình nó khủng khiếp lắm, nó kiếm đủ mọi chỗ để mà nó bám víu hết, kể cả những việc nhỏ nhất nó cũng không có chịu buông tha. Thí dụ khi bạn làm việc mà bạn làm nhiều hơn người khác một chút, chưa chắc là bạn có tình thương đâu, có thể là bạn muốn cho mọi người biết là bạn là người giỏi chẳng hạn, nó dữ dằn lắm á. Cho nên đến lúc, đến nỗi mà vào những cái khóa thiền chuyên sâu đó, là suốt 10 ngày là bạn không được làm gì hết luôn, bạn chỉ được đi ngồi thiền, đi thiền hành và một số cái bài thực tập thiền khác, nhưng mà bạn vẫn vẫn chịu sự quan sát của đoàn thể. Nếu mà cái việc ngồi thiền quá mức của bạn nó làm cho bản ngã bạn phát triển thì bạn cũng phải dừng lại. Vậy thì cái không làm gì cả đó là để bạn phát triển cái nội lực của bạn. Còn nếu bạn không làm gì cả mà nội lực bạn đi xuống thì đó là wrong way. Tại vì có nhiều người không làm gì cả thì nằm một đống ở trên giường đó mà nghe nhạc, nghe những bản tình sầu đứt ruột. Không làm gì cả thì đi lên mạng chit chat rồi hay là xem phim. Không làm gì cả thì ngủ ly bì từ ngày này qua ngày khác. Không làm gì cả thì đi shopping. Thì cái đó là cái đó không phải là không làm gì cả, cái đó là làm quá trời làm, mà những việc làm đó nó còn tiêu hao năng lượng nữa. Vậy thì chúng ta không làm gì cả là để nạp năng lượng đó lại. Thì bạn phải chọn cái cách nào đó để bạn không làm gì mà nạp năng lượng trở lại. Thì một trong những đề nghị của tôi đó là bạn nên xách một cái ba lô đi về miền hoang dã, đi lên miền sơn cước, hay là đi ở đâu xa một mình bạn thôi. Chứ rủ hai người là phiền lắm, rủ thêm người nữa là phiền lắm. Hoặc là bạn xách gói đến trung tâm thiền ở một thời gian để bạn doing nothing. Tiếp theo, nói tới đây để các bạn cùng đồng ý với tôi rằng là chúng ta cần có những cái khoảng không làm gì cả. Điều đó rất là quan trọng. Và trong cái khoảng thời gian này thì mình thấy được giữ gìn cái tâm bình an của mình là quan trọng nhất. Được kết nối với sự sống, được trở về với chính mình để làm mới lại con người mình là quan trọng nhất. Còn những thứ khác không có quan trọng nữa. Nhưng mà chúng ta là một con người, cho nên là chúng ta phải mưu sinh, chúng ta phải kiếm sống, chúng ta không thể doing nothing hoài được. Chúng ta phải doing something, phải làm cái gì đó. Nhất là chúng ta phải có trách nhiệm với gia đình và xã hội nữa, cho nên là chúng ta phải làm cái gì đó. Vậy thì khi mà bạn bắt đầu quay trở lại với đời sống bình thường, bạn phải làm việc á, thì bạn cũng lại tiếp tục làm việc với tinh thần vô tác. Vô tác này nó có ý nghĩa thứ hai, đó là làm mà như không làm. Tức là bạn sẽ doing something is
doing nothing. Sao mà làm mà như không làm? Tức là before and after là phải the same. Trước khi bạn làm việc đó và sau khi làm việc đó, bạn vẫn là chính bạn. Bạn giữ trọn cái phong độ của bạn. Trước khi bạn cắm bình hoa này và sau khi cắm bình hoa này, có gì khác trong bạn không? Có đó. Khi bạn cắm bình hoa, bạn có sự căng thẳng, có sự mệt mỏi, có sự lo sợ. Và cắm bình hoa không, bạn chờ đợi nhận xét của mọi người. Rồi khi mà bị chê thì bạn sẽ phản ứng khác, mà được khen bạn sẽ phản ứng khác. Và bạn tự hào là bạn có được một bình hoa rất là đẹp. Nhiều thứ đã xảy ra bên trong lắm. Như vậy là nó không còn giống cái ban đầu nữa. Vậy thì trước khi cắm bình hoa có thể bạn rất là dễ thương, mà sau khi cắm bình hoa rồi bạn không còn dễ thương nữa. Vậy bạn có nên cắm bình hoa hay không? Cắm bình hoa thì không nên cắm thì cũng không có gì khó. Bạn có nên cưới người đó hay không cả? Cái đó nó mới khó đó. Tại vì trước khi cưới người đó, bạn rất là phong độ, rất là hiền hòa, rất là dễ thương, rất là thân thiện, rất là rộng rãi, rất là cởi mở, rất là chịu chơi với bạn bè. Bỗng dưng khi bạn cưới người đó rồi, bạn trở nên là sợ hãi, trở nên là nhút nhát, trở nên là căng thẳng, trở nên là lúc nào cũng dè dặt, toan tính, lúc nào cũng phòng thủ hết. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là có nên cưới người đó hay không? Mà giờ cưới rồi thì làm sao đây? Ở đây là cái vấn đề được đưa ra, cái chữ vô tác là muốn bảo vệ cái phẩm chất của bạn, bảo vệ tâm hồn của bạn. Tại vì cái thứ đó nó làm cho bạn có hạnh phúc, chứ không phải là công việc làm cho bạn có hạnh phúc. Công việc là một cái thứ phương tiện thôi, một cái means, một cái phương tiện. Còn hạnh phúc là cái cứu cánh, hay là cái mục đích, cái goal. Nhưng mà có vẻ như bây giờ là mình sống là để đi làm, và rồi mình chỉ biết có đi làm thôi, mình không biết gì khác hết. Nghĩa là mình đang bị nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích sống. Mục đích đó là sống một cuộc sống có bình an, có hạnh phúc, rồi thưởng thức được cuộc sống mà mình đang có, làm cho cuộc sống mình có ý nghĩa, làm cho cuộc sống người khác có ý nghĩa, làm cho cuộc đời này tươi đẹp hơn. Đó là cái mục đích của cuộc đời mình, chứ không phải là mục đích của mình để kiếm thiệt nhiều tiền. Kiếm thiệt nhiều tiền để làm cái gì đó, chứ không phải kiếm thiệt nhiều tiền rồi hết. Vậy thì kiếm thật nhiều tiền để làm cái gì đó là phương tiện. Vậy thì bạn kiếm bao nhiêu, chừng nào là đủ, chừng nào là xong. Và cái việc kiếm này nè, nó không có ảnh hưởng tới cái mục đích của bạn mới được. Còn nếu có ảnh hưởng tới, vậy là you took wrong way, bạn đi sai đường rồi. Vậy thì cái chữ vô tác đặt ra để nó bảo vệ bạn, phải đi đi đúng về cái mục đích mà bạn hướng tới. Vậy thì trong đạo Phật có đề nghị bạn là bạn cứ làm đi, nhưng mà làm như là không làm. Cụ thể là thứ nhất là bạn không căng thẳng, không lo lắng. Làm được không? Khi bạn nhận lời làm một cái việc gì đó thì bạn không được căng thẳng và không lo lắng. Tại vì căng thẳng lo lắng nghĩa là làm bạn đang đánh mất sự sống rồi. Bạn đang sống ngon lành, bạn đang thưởng thức ánh nắng mặt trời, làn gió, thực phẩm, cà phê và những người xung quanh. Bỗng dưng cái bạn muốn làm việc gì đó là đầu óc bạn bắt đầu căng thẳng, lo lắng và đầy rác rến ở trong đó. Bạn không còn cảm nhận được cái gì nữa hết. Vậy thì bạn phải đặt ra câu hỏi liền, vậy thì mình có nên làm việc này hay không? Nếu làm thì không được căng thẳng, không được lo lắng. Để dĩ nhiên là bạn không thể nào tự ra lệnh cho mình hay là tự muốn mình không căng thẳng, không lo lắng là nó có thể làm được đâu. Bạn phải có một cái kỹ thuật thực tập nào đó. Bạn phải biết một cái phép thực tập nào đó, ví dụ như là thiền tập chẳng hạn. Không căng thẳng trong khi làm. Cắm bình hoa thì có thể không căng thẳng đó, nhưng mà nấu ăn là chưa chắc à.
Đoan thì nó phức tạp hơn là cắm hoa. Và tổ chức một sự kiện thì chưa chắc à. Hoặc là thực hiện một dự án thì chưa chắc. Hay là xây dựng một mối liên hệ tình cảm đặc biệt thì chưa chắc. Rất nhiều phiền toái. Vậy thì nếu mà yêu mà làm cho mình trở nên phờ phạc, bệ rạc, yêu mà làm cho mình trở nên bé nhỏ tầm thường thì thôi đừng có yêu. Xuân Diệu nói người ta khổ là vì yêu không đúng cách. Chứ không phải là bản chất yêu là khổ. Là do không đúng cách thôi. Mà một trong những lý do không đúng cách đó là yêu mà đánh mất chính mình, lao vào tình yêu một cách vô tội vạ như là một con thiêu thân, thiếu sự kiềm chế, thiếu sự quan sát bản thân. Cho nên bạn rơi vào tình trạng lo lắng và sợ hãi. Càng lo lắng thì càng căng thẳng. Vậy thì từ những cái việc nhỏ nhất đến những cái việc lớn á, mà nếu bạn muốn doing, bạn muốn làm thì với cái điều kiện đó là không căng thẳng và không lo lắng. Còn nếu buộc phải làm, không có thể tránh né được, không có sự chọn lựa, thì bạn phải có một cái phép thực hành nào đó để giúp cho bạn vừa làm việc mà vừa có thể vượt thoát được sự căng thẳng hay là sự lo lắng. Yếu tố thứ hai của làm mà như không làm đó là không hấp tấp, vội vàng. Chúng ta có bài hát Happiness, các bạn có hát rồi đó. Happiness is here and now I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry, tức là bạn nhận diện ra hạnh phúc là bây giờ và ở đây. Hạnh phúc luôn có mặt với chúng ta, cho nên là chúng ta không cần phải làm cái gì nữa, không cần làm thêm cái gì nữa hết, không cần phải đi đâu nữa hết, nó có sẵn ở đây rồi. Nhưng mà cuối cùng chúng ta cũng nhận ra là chúng ta cũng phải làm cái gì đó chứ, chứ chẳng lẽ ngồi đó để hưởng hạnh phúc mãi sao? Tại vì chúng ta còn nhiều trách nhiệm và bổn phận, và chúng ta cũng phải đi đâu đó chứ. Nhưng mà cho dù có làm cái gì, có đi đâu thì but I don't need to hurry. Tức là từ hồi trước tới giờ là mình sợ cái sự hấp tấp vội vàng quá rồi. Cho nên là mình chấm dứt no longer in a hurry. Tôi không muốn lo lắng, tôi không muốn vội vàng hấp tấp nữa. Cho nên là tôi muốn ngồi yên thôi. Nhưng mà ngồi yên mãi thì làm sao mà sống được? Cũng phải doing something chứ ha. Vậy thì nếu mà có làm cái gì thì tôi cũng sẽ tự hứa là làm trong sự khoan thai, từ tốn. Là mà có sự thưởng thức. Enjoying. Bạn phải thưởng thức công việc bạn đang làm. Nếu mà bạn làm việc một ngày 8 tiếng hay là 10 tiếng chỉ để lãnh lương cuối tháng là vài triệu bạc thôi thì nó oan ức lắm. Nó không có xứng với những gì bạn đang bỏ ra. Tại vì người ta chỉ trả tiền trên cái khả năng làm việc của bạn. Nhưng mà người ta không trả tiền cho bạn được cái mồ hôi, cái công sức, cái tâm huyết, cái sự hy sinh, cái sự cống hiến của bạn được. Cho nên bạn phải tự trả cho mình thôi. Bằng cách đó là gì? Trong khi bạn làm, bạn tự thưởng thức cái công việc mình đang làm. Thứ nhất là mình làm tốt cái tác phẩm của mình. Cái quan niệm của cuộc đời tôi đó là làm cái gì cũng phải cho hay nhất, cho tốt nhất, làm cho tận tụy, làm cho hết lòng. Tại vì làm ở đây không phải là để cho người khác mà làm cho chính bạn. Nghĩa là bạn đang hình thành trong tâm thức bạn cái cơ chế rất là tuyệt hảo. Đó là làm cái gì cũng hết lòng, hết dạ. Thành một cái thói quen rồi. Sau này bạn ở bất cứ môi trường nào bạn cũng sống như vậy hết. Và khi bạn sống như vậy nghĩa là bạn luôn tạo ra những cái tác phẩm tốt đẹp. Hay là một cách khác mà tôi nghĩ đó là những cái gì mình làm ra đều là sản phẩm của mình hết. Đều là những cái production của mình. Và mình phải phải đóng con dấu ở trong đó, made in bởi cái gì đó. Là bạn làm. Bạn là người sắp ra cái tòa cụ này. Bạn là pha bình trà này.
bạn là người cắm bình hoa kia, bạn là người để đôi dép đó, bạn là người nấu ăn, bạn là người vừa phát biểu câu nói đó, bạn vừa bước đi ngang qua cái lối đó. Tất cả những cái đó không phải là của bạn thì là của ai? Vậy thì bạn phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Với câu nói của thiền sư Thích Nhất Hạnh tôi rất là thích, đó là bạn phải, mỗi cái tác phẩm của bạn đều mang cái chữ ký của bạn hết. Cho nên từ những cái việc nhỏ nhặt nhất thì bạn cũng phải làm cho hết lòng hết dạ, chứ không phải đợi tới những cái việc lớn lao, hệ trọng hay là được người khác tôn vinh hay là để ý thì bạn mới làm hết lòng. Tại vì cái vấn đề ở đây là bạn làm là cho bạn trước, tạo ra một cái gọi là good karma. Good karma tức là một năng lượng tốt, mà trong đạo Phật gọi là nghiệp tốt. Bạn làm tận tụy, làm không tính toán, làm không có sự gian dối thì nó tạo ra một cái năng lượng rất là tốt, cái good karma. Mà cái người hưởng đầu tiên đó là chính bạn, chứ không phải là ai khác. Vậy thì một trong những điều để tạo ra được cái good karma, cái năng lượng tốt, đó là bạn làm trong sự khoan thai, làm có sự thưởng thức. Dĩ nhiên là tính chất công việc không phải lúc nào cũng cho bạn cái cơ hội để làm mọi thứ trong sự khoan thai từ tốn. Ở trong môi trường thiền này thì dễ rồi, nhưng mà cuộc sống bên ngoài luôn có áp lực. Thì trong trường hợp đó buộc bạn phải nhanh, thì nhanh như vậy là bất đắc dĩ, là bất khả kháng, thì bạn phải chịu. Nhưng mà bạn vẫn có thể quan sát được cái tiến trình nhanh đó. Thí dụ khi bạn đi bộ thì bạn quan sát được bước chân, nhưng khi bạn chạy bạn cũng quan sát được rồi. Nhưng mà khi chạy thì quan sát ít hơn, được ít hơn là khi bạn đi chậm. Vậy thì khi bạn làm việc á, mà với một tốc độ chậm thì bạn dễ thư giãn, thoải mái hơn là bạn làm việc với tốc độ nhanh. Nhưng mà như đã nói, tốc độ nhanh này á, là do hoàn cảnh bị áp đặt, bị bắt buộc, cho nên bạn phải làm như thế. Còn những trường hợp bạn chủ động được, nhất là những công việc của riêng bạn, thì bạn phải làm với thái độ là không hấp tấp, không vội vàng. Chỉ e là bạn đã xây dựng ở trong tâm thức bạn cơ chế lúc nào cũng nhanh hết, lúc nào cũng hấp tấp vội vàng hết, cho nên bạn đã quen với cái thói quen đó mà bạn đã bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cuộc sống. Tại sao bạn không thưởng thức khi bạn đang nấu ăn? Tại sao bạn không thưởng thức khi bạn lau nhà? Tại sao bạn không thưởng thức khi bạn đang nói chuyện trên điện thoại? Nói chuyện trên điện thoại mình cũng thưởng thức được cái giọng của mình vậy. Tại sao bạn không thưởng thức khi bạn đi bộ, đi lên cầu thang, đi xuống cầu thang? Có rất nhiều cơ hội, chứ bạn đừng có đổ thừa hoàn cảnh, đổ thừa công việc là không cho bạn có cơ hội để bạn tránh đi được cái thói quen hấp tấp vội vàng. Yếu tố thứ ba của làm mà như không làm, tức là không bị cuốn vào công việc. Các bạn của công ty E-way sắp có bài thực tập, tức là ngày mai các bạn có cái phiên họp lớn phải không, cả ngày. Bây giờ mình họp làm sao họp mà giống như không có họp? Đừng có trước khi họp rất là vui với nhau mà họp xong rồi là không ai nhìn mặt nhau được hết. Mình phải xác định cái chính là gì. Cái chính đó là tất nhiên là mình cần giải quyết công việc, nhưng mà bên cạnh đó có những cái quan trọng khác, đó là tình huynh đệ. Đôi khi chúng ta vì muốn giải quyết công việc cho thật tốt, được rồi hơi thở, chúng ta muốn làm tròn cái trách nhiệm của mình mà chúng ta đã không có để ý với những cộng sự của mình. Chúng ta thậm chí còn gây tổn thương, gây nát lòng những người cộng sự của mình. Và tôi đã từng là nạn nhân như vậy. Ngày xưa rất là khó để tìm người cộng tác với mình, tại vì cái đòi hỏi của tôi rất là cao. Vậy cho nên là các bạn mà làm chúng tôi yếu kém, tôi cho nghỉ hết để tôi làm cho. Tôi chấp nhận là thức đêm thức hôm làm bao giùm hết luôn, để làm sao đạt được cái mức tốt nhất có thể. Nhưng mà kết quả đó là sau đó là không ai dám chơi với mình hết. Người ta né mình hết, người ta rất là sợ mình. Và lúc đó mình mới ý thức được rằng cuối cùng thì công việc nó cũng qua đi. Hết việc này rồi tới việc khác. Cái còn lại của chúng ta là gì? Là tình huynh đệ, tình người với nhau. Cái đó nó mới là cái lâu bền,
Cho nên tôi có viết xuống bốn câu thơ mà có bỏ trong cái cuốn Hiểu Về Trái Tim, đó là tất cả cũng tàn phai, chỉ tình thương ở lại, những gì trao hôm nay sẽ theo nhau mãi mãi. Cho nên khi mà mình giải quyết một vấn đề, khi mình làm việc chung, khi mình họp, thì mình cũng nhớ rằng là đây chỉ là một phần của cuộc sống, mà thậm chí là rất nhỏ. Đừng để nó làm ảnh hưởng tới những cái lớn hơn, đó là gì? Tình đồng đội, tình huynh đệ. Những gì mà chúng ta đã xây dựng trong cái liên hệ tốt đẹp với nhau. Và trước khi họp thì mình rất là thư giãn, thoải mái. Mình đã nạp 2 ngày. Mình có 2 ngày để nạp năng lượng. Mình không thể nào trút hết năng lượng trong một cuộc họp được để rồi xách tay không về nhà. Ai chịu trách nhiệm cho chuyện này? Ai chịu trách nhiệm? Sao là chỉ cho sếp được? Mình sếp làm sao làm cho sể? Tất cả đều phải chịu trách nhiệm. Tại vì tất cả các bạn đều có hành thiền, đều có thực tập thiền. Thì khi các bạn họp thì các bạn phải làm sao mà đảm bảo được cái năng lượng thư giãn, thoải mái, vui vẻ, hoan hỷ, bình an cho tới khi kết thúc một cuộc họp. Mà thậm chí họp xong rồi mọi người phấn chấn hơn, vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, mà mang rất nhiều năng lượng về gia đình của mình. Cái gia đình mình biết là mình đi vô đây tu thiền rồi đó. Và họ đang chờ có một cái gì đó đổi mới, một cái gì đó khác lạ từ nơi mình đi về. Mà đi về cái mặt mình cũng chầm dầm, rồi mình cũng nhăn nhó, rồi mình cũng cự nữ, rồi mình cũng quạo quọ, mình cũng yêu sách, đủ trò hết. Thì coi như là thất bại, làm ăn thất bại. Tu thiền cũng giống như là làm ăn. Vậy thì tôi có đề nghị là ở đây các bạn trong thiền thân Lạc Hồng mỗi lần họp là phải có thỉnh chuông. Đầu tiên là thỉnh 3 tiếng chuông, các bạn thấy lúc nào cũng có thỉnh chuông hết thấy không? Thỉnh chuông với mục đích là làm cho những cái lao xao, những cái lăng xăng, những cái cảm xúc mọi người lắng dịu xuống hết. Giúp mọi người đưa về cái trạng thái quân bình nhất. Có phải hay hơn không? Chúng ta có một cách nào đó để mọi người lắng dịu xuống hết thì hãy bàn một vấn đề. Hoặc là chúng ta có thể hát một vài bài thiền ca. Những bài hát đó có tính chất tưới tẩm vào những cái năng lượng tốt, những năng lượng dễ thương trong mỗi người. Hoặc là chúng ta ngồi đó thở 5 phút, ngồi thả lỏng, ngồi thiền 5 phút trước khi họp. Và điều này rất nhiều tập đoàn tôi hướng dẫn họ đang thực hành. Là trước phiên họp là họ có mua một cái chuông nhỏ, họ thỉnh 3 tiếng chuông. Và có những chỗ họ không có mang chuông theo được thì họ ngồi xuống thở. Thở trong vòng 10 phút rồi mới bắt đầu họp. Tại vì ai cũng trở về trạng thái tĩnh lặng, trạng thái tốt nhất hết. Cho nên chắc chắn phiên họp nó phải đạt cái chất lượng hơn là ngồi xuống đầy lao xao, đầy căng thẳng, đầy sợ hãi. Hoặc là họ có thể hát vài bài thiền ca cho không khí thật là tươi vui, thật là dễ chịu rồi họ mới bắt đầu đặt những cái vấn đề quan trọng ra. Và trong suốt cái tiến trình họp, cỡ khoảng chừng nửa tiếng thì nếu mà ai cũng ý thức được càng tốt, còn không thì mình giao trách nhiệm cho một người nào đó mà mình nghĩ người này hành thiền tốt nhất, người đó có trách nhiệm nhắc nhở mọi người dừng lại. Sau nửa tiếng chúng ta ngồi dừng lại 5 phút hay là 3 phút hoặc là 2 phút để thả lỏng, để nhắm mắt lại, trở về với hơi thở, để trở về với thực tại, trở về với cái con người dễ thương nhất của mình. Nhất là những lúc mà sếp đập bàn, nghe chưa, mọi người đồng ý không, sếp mà gầm rú lên là bắt đầu tiếng chuông thỉnh lên, hay là ai đó nhắc nhở là nào bây giờ chúng ta dừng lại, thả lỏng, quay về với thực tại, vân vân. Và cái này là phải quy ước trước, sếp phải đồng ý để mới dám làm. Nhưng mà không có báo trước, đột nhiên mà sếp mà đang đang quát lên mà mình nó kêu sếp thở đi là sếp sếp không những không thở mà sếp cho ăn. Cho nên là phải cam kết trước. Hoặc là nếu mà nửa tiếng nhanh quá thì mình có thể là 1 tiếng đồng hồ rồi đừng có họp nữa. Tại vì không ai có thể chịu nổi quá 1 tiếng hết. Trừ trường hợp là bạn đem một cái món mồi béo bở thì người ta phải ráng người ta tiết năng lượng thêm hơn 1 tiếng thôi, còn thông thường là 1 tiếng rồi chúng ta đứng lên, chúng ta nghỉ giải lao. Có nhiều cách nghỉ giải lao, nghỉ giải lao có nhiều người không biết cách sẽ tiêu phí năng lượng. Mình cho mọi người đi vệ sinh xong rồi quay trở lại là hát thiền ca, ngồi thở, uống trà,
đừng có làm cái gì ồn ào hết, rồi chúng ta quay trở lại phiên họp thì năng lượng nó vẫn được bảo tồn. Làm việc mà để không bị cuốn vào công việc thì rất là khó. Hầu hết chúng ta đều bị mắc phải hết. Những công việc nào mà mình ưa thích rồi thì chắc chắn là bị cuốn vào trong đó. Tức là bị công việc nó cuốn lấy mình, nắm mình, nó kéo vào. Gọi là đam mê, ưa thích. Thì khi bạn nấu ăn là bạn thích nấu rồi, hồi bạn quên hết trời đất. Bạn quên luôn là cái công việc kế tiếp là cái gì. Sau khi nấu ăn thì bạn sẽ làm gì. Và trong suốt cái tiến trình nấu ăn là bạn gần như là không có nhớ để mà thư giãn, để mà thở, để mà quay trở về với hiện tại. Bạn không biết trời đất gì hết, bạn chỉ chúi mũi vào cái món ăn của bạn thôi. Thì ở bên ngoài người ta rất là ca ngợi bạn nếu mà bạn làm việc hết lòng. Mà hết lòng theo cái nghĩa là bạn cứ cuốn vào công việc đi. Bạn cứ đặt hết tâm vào công việc. Như vậy nó có hai cái trạng thái. Một là đặt hết tâm vào công việc mà không bị cuốn. Và trạng thái thứ hai là đặt hết tâm vào công việc mà bị công việc cuốn. Nó có hai trình độ. Và khi bạn bị cuốn vào công việc rồi thì bạn bị rút mòn năng lượng. Công việc nó sẽ rút hết năng lượng của bạn. Cái thứ hai đó là bạn là một cái tổng thể rất là lớn. Bạn còn trách nhiệm với gia đình. Bạn còn nhiều các mối quan hệ xung quanh. Bạn còn nhiều điều phải làm. Nhưng mà khi bạn bị cuốn vào công việc rồi thì dường như là bạn chỉ biết có công việc đó thôi. Bạn còn biết cái gì nữa hết. Và thậm chí bây giờ người ta yêu công việc hơn cả yêu người người ta yêu nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì yêu nó khó quá. Yêu phải năn nỉ, yêu phải chiều chuộng, yêu phải thấu hiểu, yêu phải lắng nghe, yêu phải nhường nhịn, yêu phải bỏ bớt cái tôi của mình. Còn công việc mà bạn ưa thích đó, nó làm cho bạn thăng hoa, được người khác kính trọng, nể phục. Bản ngã phát triển, cái tôi lừng lẫy, thì tại sao bạn không thích? Cho nên bạn cũng có nhu cầu thương yêu, nhưng mà nó vẫn kém cạnh so với nhu cầu được thỏa thích với công việc mà mình đã thích. Vậy cho nên bây giờ người ta ít có chịu về nhà, người ta thích làm việc hơn. Tại nơi làm việc người ta thấy người ta rõ hơn, thấy được cái giá trị mình hơn. Về nhà tự nhiên mất giá trị à? Về nhà làm cái gì nó cũng bị chê, làm gì nó cũng bị góp ý, làm cái gì cũng bị càm ràm hết, cho nên là thích đi làm việc hơn. Như vậy gọi là bị cuốn vào công việc. Mà khi bạn bị cuốn có nghĩa là bạn mất thế chủ động. Bạn ở dạng bị động. Bị động có nghĩa là sao? Nghĩa là cái hạnh phúc hay là khổ đau của bạn nó tùy thuộc vào đối tượng bên ngoài, tùy thuộc vào công việc, chứ bạn không có chủ động được. Vậy thì khi công việc thành thì bạn hạnh phúc. Khi công việc bại, công việc không thành thì bạn đau khổ. Bạn bị cuốn vào công việc nghĩa là bạn đã quên hết, bạn không có connect được với các đối tượng xung quanh. Giống như là bạn chúi mũi vào cái bàn phím của bạn đi trong một tiếng đồng hồ, hoặc là chúi mũi vào cái điện thoại của bạn trong một giờ đồng hồ, thì trong khoảng thời gian đó bạn disconnect với vạn vật xung quanh, mất cái sự liên kết. Mà mất sự liên kết thì người bạn sẽ phờ phạc, đờ đẫn và khô cằn, thậm chí là chìm vào cái vô thức. Bạn không còn biết những gì đang xảy ra trong thực tại cả. Cho nó gọi là bị cuốn vào công việc. Khi bị cuốn vào công việc thì bạn sẽ bắt đầu xảy ra phiền não. Kế tiếp đó là không để cho phiền não giật dây. Tức là bạn nổi sân si lên. Trong khi làm việc bạn có thủ đoạn, có gian dối, có lấn lướt, vân vân, cái đó là phiền não. Hãy bạn bị cuốn vào nó thì nó dẫn tới cái hệ quả này. Và một điểm kế tiếp nữa là không thể hiện hay là chứng tỏ. Thì đây là nhiều cấp độ thôi. Bạn đạt được tới đây thì nó quá giỏi. Trước khi bạn làm việc thì bạn rất là dễ thương. Trong khi làm việc bạn vẫn dễ thương. Và kết thúc công việc bạn vẫn dễ thương. Nghĩa là bạn đạt được tinh thần vô tác.
coi như là công việc nó không có làm phiền được bạn, không có làm ảnh hưởng tới cái phẩm chất đạo đức của bạn. Vậy thì bạn đã vận hành đúng với cái universal principle, nguyên tắc vận hành của trời đất. Bạn có mặt trong cuộc đời này không phải để đi làm, để thể hiện thế này thế nọ. Bạn có thể hiện bấy thì bạn qua mặt được trời đất không? Trời đất dập cho một cú là tơi bời hoa lá luôn, ở đó mà thể hiện. Cho nên cái sự thể hiện là cái sự hiểu lầm, wrong perception, trong cái nhận thức của con người rằng mình là một cá thể biệt lập, cho nên là mình phải nổi trội, mình phải hơn, mình phải vượt qua mặt người khác. Nhưng mà trong cái quy tắc vận hành của trời đất thì mọi cá thể đều bình đẳng trong một bản thể. Nếu bạn vượt trội thì thế nào cũng bị đưa xuống rồi, ở cách này hay là cách khác. Bạn có thể nhỉnh hơn người khác một chút về danh dự, về quyền lực, nhưng mà bạn sẽ lận đận trong tình trường khổ đau, hay là sức khỏe, hay là nhiều thứ khác. Không có bao giờ mà bạn có thể đạt được một cái mức gọi là hơn người hoàn toàn hết. Được cái này thì bạn phải mất cái khác. Cho nên cái đỉnh cuối cùng của cái đỉnh cao nhất của làm mà như không làm, đó là làm mà không phát triển bản ngã. Bản ngã hay là cái tôi, bản ngã là tiếng Hán Việt ego. Ở đây bạn Hoa Anh Đào đang cố gắng thực tập về cái phần vô tác cái mức tốt nhất có thể. Tại vì các bạn ở đây đang trong quá trình muốn đào luyện để trở thành các chuyên gia tâm lý trị liệu. Mà một chuyên gia tâm lý trị liệu theo tôi là phải là một cái người có rất nhiều năng lượng bình an, một người có nhiều tình thương, một người có trí tuệ. Chứ không phải là một cái người nắm vững được các kỹ thuật về về tư vấn, về tâm lý. Ở đây các bạn cũng học một ít về cái lý thuyết, nhưng cái chính là các bạn phải thực hành, phải đào luyện con người của mình. Cho nên trong quá trình đào luyện đó, các bạn phải trải qua nhiều cái bài thực tập xương máu. Nhiều khi nó không phải nó đến từ cái việc bị hành hạ về thể chất, tức là bắt các bạn phải trèo non lội núi, hít đất, chạy bộ hay là tập võ mỗi ngày, mà nó đến từ những cái bài tập từ đời sống tinh thần. Có những bạn làm những công việc, giữ những công việc rất là quan trọng của tập thể, nhưng mà nếu bạn đó làm việc không có phẩm chất, bạn đó làm việc mà công việc không có phẩm chất đã đành rồi mà chính bạn đó cũng không có phẩm chất, tức là bạn làm việc trong sự căng thẳng, trong sự mệt mỏi, làm việc mà có sự tự hào, có sự thể hiện, làm việc mà có đặt cái bản ngã mình trong đó, có chút uy quyền trong đó, là bạn đó được mời dừng lại ngay lập tức, dừng công việc đó. Bạn đó sẽ được ban tặng một đặc ân là doing nothing, không làm gì cả. Một thời gian 7 ngày, 10 ngày, hoặc là 2 tuần, 3 tuần, thậm chí là 1 tháng, hoặc là nhiều tháng, không cho làm gì cả, còn sống nổi không? Thường là làm mới sống nổi, còn không làm là sống không nổi. Tại vì nhiều khi các bạn đó bỏ những cái công việc bên ngoài đó, các bạn bên ngoài làm những công việc rất là quan trọng, làm được những việc to tát, có những cái vị trí quan trọng trong xã hội, các bạn đã bỏ hết rồi, thì các bạn vào đây chọn cái con đường lý tưởng, đó là chọn con đường làm việc phục vụ cộng đồng. Nhưng mà đâu phải cái tâm mình lúc nào nó cũng tuân thủ theo cái ý niệm ban đầu của mình đâu. Cái con người cũ nó lại xuất hiện, nó lại muốn làm, lại muốn thể hiện, lại muốn chứng tỏ, và nó chỉ cảm thấy nó có giá trị khi nó làm được cái gì đó. Như vậy là bạn ấy đã trượt ra khỏi cái quỹ đạo. Cho nên thầy là cái người hướng dẫn, thầy buộc lòng phải mời bạn đó dừng lại. Dừng lại là để bảo vệ cho bạn đó, và cũng bảo vệ cho đoàn thể luôn. Ở đây đoàn thể cần phải làm việc và cần phải phát triển nhiều lắm. Và thầy rất là muốn các bạn phải trưởng thành nhanh, giỏi nhanh để mà kịp
đi theo những cái dự án của thầy, nhưng mà các bạn đều là những người mới thực tập hết, rất là khó đi vượt qua những cái ải này, làm mà như không làm. Nếu mà làm mà bị mắc kẹt thì thôi, thà không làm, thà không phát triển gì cả, chỉ bấy nhiêu đó thôi, rồi từ từ phát triển sao. Mặc dù là cái ý muốn phát triển trong người thì nó mạnh lắm chứ, nhưng mà không có người để mà tiếp sức với mình. Tại vì tiếp sức có nghĩa là làm mà phải đạt cái trình độ, không có đặt bản ngã trong đó, làm mà không có vướng kẹt vào trong đó, làm mà không có đánh mất cái sự thực tập ở trong đó thì mới cho làm. Còn nếu mà làm mà hư bột hư đường hết, mượn cái công việc để mà thể hiện chính mình thì không cho làm nữa. Vì bạn biết rằng khi mà bạn đó làm, thậm chí có những bạn đang làm rất là tốt mà thầy cũng phải cho nghỉ nữa. Tại vì làm rất tốt tức là đạt được phẩm chất của công việc thôi, mà bạn ấy thì lại không có phẩm chất. Bạn ấy trở nên căng thẳng, mệt mỏi, trở nên quạo quọ, khó chịu, trở nên muốn chứng tỏ uy quyền, thì bạn đó cũng phải buộc phải dừng lại. Mà khi mà một cái người làm một cái việc gì rất là tốt mà mình đã bỏ công sức ra huấn luyện đào tạo họ rồi mà nửa chừng phải buộc họ dừng lại, bạn biết cái sự thất thoát, cái sự tổn hại nó như thế nào. Mình phải đào tạo từ đầu lại một người khác. Thì chỉ những cái đoàn thể như thầy ở đây đó, như bản Hoa Anh Đào thì mới dám làm chuyện đó, có nghĩa là dừng lại mà nó không quá ảnh hưởng đến cái quyền lợi của người khác hay là quyền lợi chung của đoàn thể. Tại vì cái quyền lợi của đoàn thể đây là đặt cái mức đó là vô tác lên hàng đầu. Vì vậy cho nên đi theo cái chỉ tiêu vô tác, vậy cho nên là có thất thoát thì đó cũng không phải là cái chuyện quan trọng. Quan trọng là tạo ra được cái phẩm chất cho các bạn. Cho nên ở đây tôi chỉ muốn nói ra có một cái mô hình như vậy để các bạn ở những cái tập đoàn, ở những công ty bên ngoài học hỏi được bao nhiêu học hỏi, theo được bao nhiêu thì theo. Chắc chắn các bạn không thể nào đi tới tận cùng của ý nghĩa vô tác được. Nhưng mà nếu các bạn lấy được bao nhiêu đó, phần nào trong đó để học hỏi, để ứng dụng cho cái tình trạng của tập đoàn, của công ty, của đoàn thể của mình thì sẽ rất là tốt. Để rồi các nhân viên họ làm việc với mình không phải chỉ để tạo ra những cái sản phẩm để cùng chia sẻ quyền lợi, mà còn là cái nơi để mà mình còn giúp đỡ nhau thăng tiến trên con đường chuyển hóa tâm hồn, làm cho cái phẩm chất tâm hồn của mỗi người trở nên tốt đẹp hơn. Và khi họ rời khỏi mình thì họ có vốn liếng, có hành trang để đi vào đời một cách vững vàng và vững chãi. Cái tâm niệm của tôi rằng là các bạn đến đây dù có đi đến tận cùng của cái mục tiêu mình hay không, thì khi ra về các bạn phải có hành trang rất là tốt đi trở về. Cho nên tới đây không phải là để phục vụ, chỉ để phục vụ cho tôi hay là cho đoàn thể. Tới đây là để được tu tập chuyển hóa. Còn làm việc chỉ là cái phần means, cái phần phụ thôi. Ở trên thực tế là vậy đó. Nhưng mà các bạn thử tưởng tượng một người đang rất là yêu thích công việc họ đang làm. Bạn mời họ dừng lại coi. Họ phải sốc chứ. Họ phải buồn chứ. Họ phải lạc lõng chứ. Và thậm chí họ còn giận thầy nữa. Nhưng mà để cứu lấy cái tình trạng của họ thì bạn phải rút gươm ra. Thầy con nhà võ cho nên rút gươm rất là dễ, không có rây rứt gì hết, tại mình biết như vậy tốt cho người đó mà, có gì đâu rây rứt. Còn người đó có chấp nhận hay không là chuyện của người đó, từ từ thì họ sẽ hiểu. Cho nên là có những lúc bạn không nên đặt tình cảm vào để giải quyết một vấn đề quan trọng. Ở trong nhà thiền nó có hai cái lối để mà huấn luyện một người, một là ân tình, dùng tình cảm, dùng sự yêu thương, dùng sự nâng đỡ. Hai đó là uy lực, nghiêm khắc. Có những người bạn dùng cái ân thì đủ để họ thay đổi rồi. Nhưng mà có những người bạn phải dùng cái uy. Hoặc là cũng con người đó có lúc bạn phải dùng ân, có lúc bạn phải dùng uy. Thì mới có thể giúp họ tỉnh ngộ và thay đổi được. Làm cái gì tốt cho họ thì bạn cứ làm, dù đó là ân hay là uy. Chúng ta tạm dừng ở đây.